Hi, xin chào tất cả các bạn. Lại được gặp lại tất cả các bạn thân yêu của mình rồi. Bây giờ trong cái chuỗi xe dạy bơi của mình thì bây giờ mình sẽ xuống sông, sử dụng cái kỹ năng của mình. Mình xuống sông các bạn ạ. Mình xuống sông, mình lặn, mình mò cá xem có được con cá nào hay không. Các bạn hãy theo dõi mình nhé. Bây giờ mình sẽ lặn xuống sông, mình mò xem có được con cá. Nếu mà may mắn thì sẽ được kiếm được một con cá, hai con cá để chúng ta có thể ăn. Mình nếu mà không may thì chắc là đây, sông này rất nhiều cá luôn các bạn ạ. Bây giờ mình hãy xuống sông và lặn thôi. Đây, mình sẽ vận dụng những kỹ năng mình dạy cho các bạn. Bây giờ mình sẽ lặn để lấy cá, xem có cá hay không. Bắt cá xem vùng này xem có cá không, vì vùng này rất là nhiều cá. Đây, các bạn hãy chờ xem mình lặn xem là có chú cá nào hay không nhá. Buộc lấy con cá khéo vào trong cái đuôi nữa kìa. Sao lặng lâu thế? Lặn gì mà lặn lâu thế? Vừa lặn tuổi tuổi nó vô gặp bè ấy. Mình đã lặn sờ xung quanh, mình đã sờ trúng được một chú cá mà không biết cá gì các bạn ạ, nhưng mà hiện tại là mình chưa bắt được. Mình sẽ nghỉ một chút để mình lấy sức rồi mình sẽ lặn tiếp, mình xem liệu bắt được chú cá này hay không, về xem có được một món để chiều nay đãi các bạn nhậu hay không. Các bạn nhậu của mình là khá là nhiều, nhưng mà mình sẽ nghỉ ngơi một chút và mình cố gắng là mình sẽ bắt bằng được cái chú cá này. Mình sẽ lặn tiếp, lặn đến khi nào bắt được chú cá này thôi. Lại sánh mất rồi các bạn ạ. Con cá này khá là to, không biết là cá gì luôn, nên là mình sẽ cố gắng mình bắt được chú cá này. Các bạn hãy chờ xem mình có bắt được chú cá này hay không nhá. Các bạn hãy xem. Chuồn rồi các bạn ạ. Có lẽ là phải lặn xuống thì mai ra mới bắt được con cá này. Mình sẽ lặn tiếp một hơi xem tình hình xem là như thế nào. Bạn xem mình nhá. Mình đã lặn, mình đã sơ hết cả vùng ở đây và không thể nào bắt được chú cá. Cá này rất là nhanh các bạn ạ. Mình sẽ nghỉ ngơi một chút và mình
sẽ cố gắng bắt bằng được chú cá này. Vâng, nó vừa đi qua mình các bạn ạ. Và sẽ cố gắng bắt bằng được nó. Xem nó giỏi hay là mình giỏi. Khá là mệt các bạn, lại các bạn đi lại nhiều rồi thì các bạn biết khá là mệt. Vâng, mình sẽ lên đây mình ngồi nghỉ một chút. Mình sẽ ngồi nghỉ bên đây. Khá là mệt các bạn ạ. Và có lẽ là thời lượng video của mình đến đây thôi. Ở video tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem cách để mình bắt được con cá này. Còn video bây giờ là thời lượng đã đủ rồi. Nên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào.